Quà tặng tin mừng thứ bảy tuần thứ 27 thường niên năm lẻ. Kiệt tác của một kiệt tác. Bài viết của Linh Mục Minh Anh, Tổng Giáo Phận Huế. Khi ấy giữa dân chúng có một phụ nữ cất tiếng nói với Chúa Giêsu: phúc cho lòng dạ đã cưu mang Ngài và bầu sữa đã cho Ngài bú. Trích tin mừng Luca chương 11 câu 27. William Hurst, một tỷ phú, đã đầu tư cả gia tài vào các tác phẩm nghệ thuật. Ngày kia, biết đến một kiệt tác, ông cử đại diện ra nước ngoài tìm. Sau nhiều tháng, viên đại diện báo tin về trước sự ngạc nhiên của William. Kiệt tác vô giá được cất giữ trong kho của chính William Hurst. Như vậy, ông đã cho tìm kiếm một kho báu mà ông sở hữu. Nếu chịu khó đọc danh mục tác phẩm của mình, ông đã tiết kiệm được bao thời gian và tiền bạc. Kính thưa anh chị em, như tỷ phú William, nhân loại đã sở hữu Giêsu, một kiệt tác. Ấy thế, hơn 2000 năm qua, con người vẫn mải miết đi tìm kiệt tác ấy. Lời Chúa hôm nay không chỉ nói đến kiệt tác Giêsu, nhưng còn nói đến Maria, mẹ Ngài. Kiệt tác của một kiệt tác mà một phụ nữ đã phát hiện. Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Sự hiểu biết của phụ nữ này thật sâu sắc. Cô cảm nhận sự vĩ đại của một vị thầy có tên Giêsu, và hầu chắc cô linh cảm Giêsu một Messiah. Thật đáng nghi, e rằng cô đã đoán được phần nào Ngài còn là một Thiên Chúa làm người. Từ sự vĩ đại của con, cô suy đoán sự vĩ đại của mẹ. Với cô, ai đã sinh ra kiệt tác này cho thế giới, người ấy sẽ là một kiệt tác của nhân loại. Phúc đức tại phụ mẫu. Và cô ấy đúng. Nhân tính của Giêsu là kiệt tác của Maria. Tất cả những gì mẹ có, mẹ là, Maria đã chuyển cho con mình. Đang khi không ai dám nghĩ sự hoàn hảo nơi thần tính Chúa Giêsu phần nào cũng có công nghiệp của mẹ, thì sẽ rất bất công nếu bảo Maria chẳng có tác động nào lên sự hoàn hảo nơi nhân tính của Chúa Con. Vì thế Maria là kiệt tác của một kiệt tác vậy. Vậy tại sao Maria là một kiệt tác?
Vì lẽ khi sai con vào trần gian, Chúa Cha muốn Chúa Con có một người mẹ vốn phải tốt nhất, hoàn hảo nhất, để chuẩn bị Ngài ban cho Maria nhiều ân đức, đặc biệt ơn vô nhiễm nguyên tội, hầu gìn giữ mẹ tinh tuyền. Ai có thể tưởng tượng Giê-xu trong trắng được bao bọc trong một thân xác ô nhiễm bởi tội lỗi trong 9 tháng đầu đời? Liệu một đứa trẻ tinh nguyên như thế đến bao giờ mới có thể ngừng khóc khi một tội nhân chăm sóc? Vì thế, Chúa Cha đã chuẩn bị cho mẹ của Chúa Con một phép lạ có 102. Và đó là lý do tại sao Maria là một kiệt tác. Anh chị em, phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Đó là lời khen người phụ nữ kia đã dành cho kiệt tác Maria. Nhưng thật bất ngờ, Chúa Giê-xu còn nói đến một điều gì đó quý hơn một kiệt tác. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa bằng Maria, người đã không bỏ rơi một lời, một ý nào của Ngài. Vì thế, Maria còn hơn là một kiệt tác. Và lạ lùng thay cả chúng ta, nếu nghe và giữ lời Thiên Chúa như mẹ, bạn và tôi cũng là một kiệt tác. Và còn hơn thế, chúng ta sẽ sinh ra những kiệt tác khác cho Chúa, cho thế giới, bằng sự cộng tác hết mình với ân sủng, nghĩa là phải nên thánh và giúp người khác nên thánh bằng lời Chúa và thực thi lời Ngài. Chúng ta có thể cầu nguyện: lạy Chúa, mọi vật, mọi sinh linh Chúa tạo thành đều hoàn hảo, dẫu không là một kiệt tác hay tuyệt phẩm, cho con đừng trở nên một tác phẩm xoàng, tác phẩm hỏng. Amen. Lời nhắn: mọi người đều có thể yêu cầu được nhận bài suy niệm ngắn gọn tương tự của cùng tác giả trong mỗi ngày. Xin liên lạc qua email minhanhhue06@gmail.com. Xin cảm ơn. Linh mục Minh Anh, Tổng Giáo phận Huế. Hẹn gặp lại. Nhiều giờ